vô Phật. Dạ kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni, chúng con cung thỉnh thầy đứng tại chỗ có một Phật tử là có một phần quà hôm nay, và chúng con còn rất nhiều những phần quà khác. Thì thời gian cũng eo hẹp, cho nên chúng con ghi nhận tất cả những phần quà trong danh sách và chúng con sẽ liệt kê lên sau. Và kế đến đây có một Phật tử ở Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác Atlanta, lần đầu tiên tới thiền viện, lên ngôi thiền đường đã lễ Phật rồi mà thấy trên ngôi thiền đường chưa có lót gỗ, chỉ mới lót những cái thảm bình thường thôi. Thành ra hồi nãy xuống đây nghe thầy đọc cái bài diễn văn, cho nên quý vị ấy phát tâm cúng dường cái sàn gỗ. Thưa quý vị, từ đó là ai sinh ra đây? Xin cô Phật tử là gì hồi nãy? We invite a lay friend who offered a donation for the floor in the new meditation hall come in this, on the stage. Thank you. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, có một kỹ sư rất là kỳ tài, rất là giỏi, rất uyển chuyển về kỹ thuật cũng như là nhân sự. Anh tính toán rất kỹ và tính ra tiết kiệm kinh phí tối đa công trình cho thiền viện. Anh đã hy sinh bỏ những cái việc làm của anh, cái quê lợi rất là cao, và để đến đây cống hiến cho thiền viện trong vòng vỏn vẹn 6 tháng qua thôi mà chúng ta có được ngôi thiền đường tạm thành tựu như ngày hôm nay. Chúng con xin được cung thỉnh, xin mời anh Phật tử kỹ sư Tâm Định đến đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni và đại chúng và báo cáo tiến trình xây dựng. Và mời cô Phật tử Mai Phương đã hứa cúng dường cái sàn gỗ với thầy hồi nãy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, con là Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp, có cơ hội có cơ hội, một cái nhân duyên hết sức thù thắng để đến được thiền viện qua một cái sự xuất gia của một người cậu ở trong gia đình. Và vì lẽ đó con có cơ hội đến để kết duyên với lại thiền viện. Và từ lúc đó gần giống như có một cái phép màu lạ từ chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tổ kêu gọi cái tâm của con để mà đến hỗ trợ cho công trình. Thì chuyện này là đã được hơn 2 năm. Và đến hôm nay thì chúng con cảm thấy rất là hồi hộp, rất là vui, nhưng mà cũng rất là lo lắng. Trong thời gian ngắn mà chúng con đã cố gắng xây dựng được cái công trình giống như bây giờ, chỉ có một điều lo toan là... Và trong lúc này chúng con xin cung thỉnh mời thầy Thủ Bổn Tăng Đại Dũng, cũng là trưởng ban tổ chức cho ngày lễ hội hôm nay. Xin quý vị cho một tràng phát tay, mời thầy Tăng Đại Dũng. Thầy cũng là kim thủ bổn coi trong qua chương trình, mời thầy hôm nay báo cáo tiến trình thu chi sau phần của anh kỹ sư Tâm Định. Dạ mô Phật, cái điều con lo là rằng là sức khỏe con không cho phép và khả năng của mình giới hạn, thì làm phụ đi cái tấm lòng của quý ngài và phụ đi cái tấm lòng của quý Phật tử, đó là điều con lo nhiều nhất. Nhưng đối với lại những anh, những chú, những bác, những cô chị đi trước đã giúp đỡ cho chúng con cái phần giấy phép
đến bây giờ thì chúng con dựa trên cái nền tảng giấy phép đó rất vững chắc, và vì lẽ đó chúng con tin rằng với cái sự cộng tác của nhiều anh em thì cái ngôi tam bảo của chúng ta sẽ được hoàn thành viên mãn. Dạ mô Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lời đầu tiên chúng con xin ngưỡng mấy bậc chư hòa thượng thượng tọa, chư ni trưởng, ni sư, toàn tâm thể, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý phật tử, và chúng con xin chân thành cảm ơn chư tôn thượng tọa, chư tôn thiện đức tăng ni và toàn thể phật tử đã đến đây để tham dự ngày khánh nghị của chúng con. Và chúng con xin đi vào chương trình. Về nói về phần xây dựng thì chúng nói về phần xây dựng thì chúng con xin thưa là bắt đầu từ con số thì tháng 2 năm 2017 chúng con nhận được cái giấy phép của cái giai đoạn thứ hai. Chúng con có hai cái giai đoạn, ba cái giai đoạn giấy phép, và cái giai đoạn cuối cùng là ba cái building, tức là cơ sở hạ tầng ở thực hành. Thì chúng con nhận vào giấy phép được vào tháng 2 2017, và chúng con đã ngồi lại với nhau để làm bản thảo như thế nào để mình tiến hành. Và bắt đầu từ tháng 7 2017 với tổng số tiền chúng con có được qua sự cúng dường là 739.000. 739.000 đó gồm có 339.000 là tiền Phật tử cúng dường, còn 300.000 là tiền mà Phật tử cho mượn, và những vị Phật tử cho mượn cũng có mặt ngày hôm nay. Và sau khi suy nghĩ với số tiền như thế này, làm sao mà xây dựng một cái building 2-3 triệu và tổng toàn thể của một cái công trình là 12 triệu, thì chúng con đã được sự chỉ dạy của thầy là mình phải cần những người Phật tử có kinh nghiệm về xây dựng, mình mời đến để mà hợp tác với quý thầy để xây dựng. Và Tâm Định là một trong những người Phật tử của ban xây dựng đã đến hỗ trợ quý thầy và quyết định cái chương trình xây là tự xây tự quản lý, tức là owner builder. Và bắt đầu chúng con sau khi hội họp thì chúng con quyết định cái chương trình là owner builder, thì chúng con đã bắt đầu khởi xây vào tháng 8 2017. Dạ mô Phật. Vào tháng 8 năm 2017 thì lúc đó là chúng con đã bắt đầu ủi đất. Thì trước đó 2 tháng thì con đến thiền viện qua cái sự hướng dẫn của quý thầy. Con mới bạch với quý thầy rằng là thầy bây giờ công trình của chúng ta rất là lớn. Dạ không biết là quý thầy ngân quỹ của chúng ta có bao nhiêu. Dạ thì lúc đó quý thầy nói mình có 300 lượng con. Dạ thì con mới nói rằng là dạ quý thầy, công trình của chúng ta là nó phải ngoài 10 triệu. Là bây giờ mình chỉ nhìn ở trên cái bản vẽ thôi thì đó là chắc chắn là nó phải ngoài 10 triệu. Mà nếu chúng ta bỏ vào thêm những cái nội thất và những cái xây dựng phụ đó thì chắc chắn là nó sẽ con số nó sẽ gia tăng. Thì con còn nhớ thầy trụ trì và nói Tâm Định yên tâm đi con, 300.000 con cứ xây đi, dạ rồi từ từ cái tiền nó vô à. Dạ. Thì con nói thầy rất là khó nhưng mà thôi thì mình để cho tụi con có thời gian chuẩn bị trong vài tháng rồi thì tụi con sẽ kiếm nhà thầu để coi có giá của họ họ nói như thế nào. Thì đến 2 tháng sau, tháng 8 thì tụi con mới gặp quý thầy lại và mới hỏi, thì quý thầy nói bây giờ gia tăng rồi con, được gấp đôi. Dạ, được gấp đôi tức là được 600.000 đúng không thầy? 600.000 dạ. Thì con mới xin rằng là bây giờ quý thầy cho con 550.000. Con sẽ bỏ công và kêu thợ để bắt đầu xây cái móng của thiền đường. Thì quý thầy nói Tâm Định sao con không xây chánh điện. Dạ thì con mới bạch với quý thầy rằng là cái lý do tụi con cũng muốn xây chánh điện tự vì đương nhiên đó là cái tòa nhà chính của ba cái ngôi nhà của mình, nhưng mà vì cái cấu trúc của cái miếng đất của mình chúng ta không thể nào vào bên trong để xây chánh điện trước và sau đó trở vào thiền đường. Sau đó vì lý do đó chúng con đã khởi công xây dựng thiền đường trước và ủi đất và địa trắc vào tháng 8.
Thì sau khi tìm các nhà thầu để mũi đất thì họ mới nói rằng là cái giai đoạn đầu hạ tầng cơ sở, tại sao quý vị không ủi cho nó bằng luôn đi đó, để mà bây giờ mình vào mình xây, bây giờ phải dời đi hơn 200.000 cubic yard, tức là 200.000 mét khối, hơn 200.000 mét khối đất để mà chuyển đi. Thì lúc đó tụi con mới nghiên cứu thêm và biết rằng là ở trong cái giai đoạn đầu chúng ta không có cái vách chắn ở đằng sau. Vì không có vách chắn đó cho nên nếu như chúng ta ủi bằng ra thì sẽ có cái nguy cơ sạt lở. Đó là lý do tại sao đất phải để ở đó. Và bây giờ mình kêu thợ để mà đến họ ủi cái móng của thiền đường thì tốn rất là nhiều tiền. Cùng cái thời gian đó có một vị Phật tử người Cao Miên là anh Sopo Sin. Ông ta là đã đến và thấy chúng ta có một cái buổi lễ tương tự như vậy, thì ông ta mới phát tâm cúng dường. Thì con nhớ rằng là lúc đó cúng dường để mà một vài cái equipment trả tiền mướn á, thì con với ông mới đối thoại sau đó. Và ông nói rằng là ông có công ty ủi đất, thì ông mới đến, ông hỗ trợ cho chúng ta công trình từ lúc đó. Đến ngày hôm nay, nội phần ủi đất của ông thôi, chúng ta tiết kiệm phải ngoài 300.000 đô. Kế đến là phần móng của thiền đường. Dạ, thì chúng con đã kêu nhiều nhà thầu. Và nhiều nhà thầu họ nói rằng, anh có trong nhà băng 4 triệu đô, thì anh hẳn nói chuyện với chúng tôi, và chúng tôi cần tên của chúng tôi nằm ở trong nhà băng, chúng tôi mới làm việc với lại các anh. À, chúng ta lúc đó chỉ có 550.000 thôi. Dạ. Cho nên con cảm ơn họ và cho họ đi uống nước. Dạ. Thì chúng ta bắt đầu khởi công để mà dùng cái cân quỹ của mình đang có. Thì sau khi gọi nhiều nhà thầu thì chúng con mới quyết định chọn một nhà thầu giá rẻ nhất, đó là lúc đó là hơn 300.000 để làm móng. Tới khi làm xong cái phần móng đó, cộng những cái thứ chi phí phát sinh ra thêm, tại vì chúng ta phải bỏ vào một vài cái vách chắn ở phía trước, giống như Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử thấy, những cái vách chắn đó là phát sinh và ở phía trước của hai tòa nhà của chúng ta. Thì tổng cộng lúc đó trở thành cỡ chừng 400.000, thì tức là chúng ta vẫn còn 150.000 để mà chúng ta lo phần kết cấu sắt đỏ. Con mới liên lạc với lại một chú tên là chú Thạnh và cô Lụa, hai vị là một Phật tử đã hỗ trợ công trình ở trên Điều Ngự và một số các công trình xây dựng ở trên Santana. Hai cô chú phát tâm và hỗ trợ tất cả sắt thép, không tính tiền công, chỉ trả tiền vật liệu mà thôi. Thì đến khi mà chúng ta hoàn thành giai đoạn đó thì chúng ta vẫn chỉ chưa quá 700.000. Và tức là vào Tết hồi năm ngoái, chúng ta thấy cái dàn sắt đỏ giống như thiền đường, giống như chánh điện bây giờ. Và lúc đó chúng ta chưa quá 700.000. Thì với lại số tiền đó thì chúng ta đã save vào thời điểm đó đã gần 1 triệu đô. Tuy vậy, tụi con vẫn cảm thấy rằng cái móng mà 400.000 thì vẫn khá là nhiều. Với cái công sức của mình bỏ ra, nó rẻ nhất rồi, nó rẻ 400.000 là rẻ hơn cái nhà thầu kế tiếp 100.000 rồi. Nhưng mà tụi con nghĩ rằng là mình có thể làm tốt hơn. Thì sau đó chúng con mới kêu một số thợ thân quen dưới cái sự chỉ đạo trực tiếp của anh em tụi con, đã xây cái chánh điện khó hơn thiền đường. Và chúng ta xem được chỗ đó hơn 150.000. Tức là móng của chánh điện chúng ta chỉ có 230.000 thôi, thay vì là 400.000 của cái móng của thiền đường. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, sau khi chúng con biết được rằng là chúng ta tổ chức lễ khánh hỷ và an vị tôn tượng Đức Bổn Sư, thì thời gian không còn nhiều. Chúng con cố gắng làm rất nhiều giờ, thợ họ làm hơn 12 tiếng một ngày, làm trong vòng thời gian 3 tháng vừa qua, làm liên tục. Nhưng có những trở ngại mà ngoài cái sự ước lượng của chúng con. Ví dụ giống như cái đơn cử nhất là cái phần chữa cháy ở phía bên trên. Bên quận Hạt họ đặt ra những điều khoản rất khó khăn. Họ nói rằng bây giờ nếu như các bạn không có cái phần chữa cháy đó thì chúng tôi không cho bạn đóng vách.
Thì con nói với họ, con lý luận với họ rằng là chữa cháy thì chúng ta chữa đường nước ở phía trên, còn chúng tôi đóng vách ở phía dưới đâu có liên quan. Không chịu, họ nói chữa cháy anh phải bỏ hết cái đó vào, rồi chúng tôi mới cho các anh đóng vách. Điều đó làm cho chúng con cảm thấy có lỗi với chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử. Chúng ta lên khánh hỷ ngôi thiền đường, nhưng mà chúng ta không có được cái sự hoàn chỉnh như ban đầu mình mong muốn. Điều đó con xin sám hối cùng với lại tất cả. Tuy nhiên, cũng để cho chúng ta thấy được cái phần xương ở bên trong, cái phần bên trong kết cấu của chúng ta nó kiên cố ở mức độ nào. Và chúng con cũng cố gắng ráp tôn tượng của Đức Bổn Sư trong 14 ngày qua một anh nghệ nhân từ bên Đức, người Việt qua đây ở 14 ngày làm việc 12-13 tiếng để đắp được cái chân quỳ và tạo được tôn tượng của Đức Bổn Sư. Dạ, con sắp hết rồi thầy. Dạ, ngoài cái việc đó ra thì trong lúc làm tôn tượng thì cũng có sự hỗ trợ và sự chỉ điểm của thầy trụ trì, của thầy tuệ tĩnh, của tất cả quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đã hỗ trợ. Cho nên cái sự thành tựu ngày hôm nay không phải của ban xây dựng, mà thành tựu ngày hôm nay là của tất cả chúng ta dưới sự hướng dẫn và hỗ trì từ chư Tổ, từ Hòa Thượng Tôn Sư, từ chư Tôn Đức Tăng Ni, từ quý Phật tử. Đó là cái thành tựu hôm nay là của tất cả chúng ta. Cảm ơn. Thì thật sự thầy chỉ là con số thôi con, mà sợ nhất á, ban thủ bổn sợ nhất mỗi lần mấy bên mà bên xây dựng cho thầy nạp đạn cho tụi con, là lúc đó là không là bắt đầu nạp đạn bao nhiêu thì lúc đó rất là khó. Thì chúng con xin sơ lược qua những con số về tài chính mà chúng con đã trong vòng 2 năm qua. Bắt đầu chúng con với start là vào tháng 7 2017 với số tiền là 739.000, trong đó có 300.000 đồng tiền mượn. Tại sao chúng con không dùng vào tiền mượn? Tiền mượn thì sợ lắm, mặc dù mượn không có tiền lời nhưng vẫn là mượn, cho nên chúng con để qua một bên không sử dụng trong trường hợp mà bất đắc dĩ lắm phải cần dùng đến chúng con dùng. Và chúng con cố gắng dùng cái tiền mà cúng dường, tuy nhiên đã đến lúc bắt buộc phải dùng. Thì cho đến ngày hôm nay á, thì chúng con đã phần thiền đường mà chúng con đã chi phí ra đó là 2.156.497 đồng và 63 sen. Về bên chánh điện á, là chúng con đã chi phí đó là 548.621 đồng 65 sen. Tổng cộng chi phí cho thiền đường và chánh điện hiện tại những cái chi phí đó là tổng cộng là 2.705.118 đồng. Trong đó cái nghĩa là bắt đầu được 700.000 đến ngày hôm nay chúng con chi ra 2.705.118 đồng. Trong đó có 1.115.000 tiền mượn đã hoàn toàn sử dụng. Cái nghĩa là chúng con đã mượn, trong tất cả cái đó chúng con đang mượn là 1.215.000 và đã phải sử dụng hết. Dạ mô Phật, thì khi mà chúng ta thấy cái con số như vậy thì đó là một con số rất lớn. Chúng con cũng không dám chủ quan nói rằng là mình đã xem được cho chùa như vậy như vậy như vậy. Chúng con đã hội ý với lại tất cả rất là nhiều người ở trong ngành và hỏi rằng đến giai đoạn này các vị nghĩ rằng nếu như các vị làm thì các vị chi phí cỡ bao nhiêu. Thì trước đây 3 tháng đã có nhiều người nói với chúng con, nhiều nhà thầu nói với chúng con rằng đến giai đoạn này, đó là chưa tính 400.000 chúng ta xài trong 3 tháng vừa qua. Họ nói rằng đến giai đoạn này ít nhất anh phải xài ngoài 5 triệu. Là 3 tháng trước. Thì từ 3 tháng trước đến bây giờ, lý do tại sao chúng ta xài 400.000 thì con cũng xin bạch luôn. Thứ nhất là chúng ta trả một số vật liệu. Thứ nhì là chúng ta làm những cái công trình phát sinh, ví dụ như tất cả những tam cấp. Những tam cấp đó đều là những loại rất đặc biệt mà bên quận hạt họ cũng vẫn muốn mình là bước lên thì phải bao nhiêu inch, bước vào phải bao nhiêu inch, bắt buộc như vậy chứ không thể nào làm dài hơn hoặc ngắn hơn. Ngoài ra có những cái công trình, ví dụ giống như những cái cổng tam quan, bốn cái trụ đằng trước
quý Phật tử thấy thì bốn cái trụ đó đương nhiên là chúng ta vì cái thời gian của chúng ta và cái cấu trúc của cái dốc đó chúng ta không thể nào làm cho nó vừa ý, chưa vừa ý, cho nên chỉ làm tạm mà thôi. Những cái đó vẫn tốn rất là nhiều tiền. Và ngoài ra nữa, khi chúng con leo lên để mà đắp cái con lương và cái mái đao thì đó là một cái điều hết sức khó khăn. Ở cái sân dưới này mình lên trên đó, leo lên một cái xe chỉ có hai người, 60 mấy feet, mà khi lên càng cao thì nó rung càng nhiều, và xe rung mà tụi con cũng rung nữa. Những cái đó tốn rất nhiều thời gian và tốn rất nhiều chi phí. Tuy nhiên chúng con tin tưởng rằng cái số tiền mà chúng ta đã tiết kiệm được của công trình thì những cái đó là số bạc triệu chứ không phải bạc trăm ngàn. Dạ, một phần. Và hiện tại đến ngày hôm nay, vào đúng sáng nay 9 giờ chúng con kiểm tra lại tài khoản của chúng con sau khi những cái chi phí chúng con chi ra. Còn lại trong tài khoản của bên xây dựng là 41.215 đồng 46 sen. Dạ, và có lẽ số tiền này đủ để cho chúng ta chi phí cho thợ vân vân cho đến ngày hôm nay. Dạ. Thì chúng con cũng nhớ lại lời của thầy trụ trì dạy chúng con, tâm định cứ làm đi con, rồi từ từ sẽ có thêm. Dạ, thì con cũng sẽ cố gắng tiếp tục. Dạ, mô Phật. Tuy nhiên là một người thứ bổn thì vừa thứ bổn cho thiền viện và thứ bổn trách nhiệm cho công trình. Chúng con nói điều này ra thì nó hơi thiếu tế nhị. Thời gian đầu chúng con nhận xét cúng dường rất là nhiều, nhưng thời gian khoảng chừng 6 tháng về sau này thì chúng con không nhận được check, mà đôi khi có những Phật tử đòi tiền lại. Mà trong khi mà mượn tiền thì chúng con nói cho chúng con mượn 3 năm hoặc 5 năm không tiền lời với cái contract đàng hoàng. Và vì cái câu chuyện họ là chúng con nghe thầy quý thiền viện có một những cái vị đại gia hoặc là những cái vị lớn cúng dường tới bạc triệu chục triệu, cho nên chúng nghĩ rằng quý thầy không cần những cái khoản tiền đó nữa, chúng con xin lại. Và cũng có những vị thôi quý thầy cần không đâu cần những 100-200 đồng nữa, tại vì quý thầy đã có những cái mặt số tiền lớn như vậy. Đó là cái điều mà làm ảnh hưởng đến công trình của chúng con. Cho nên có nhiều Phật tử hỏi chúng con cái câu hỏi đó, chúng con rất khó trả lời. Cái vấn đề ở đây chúng con phải không trả lời là có hay là không. Cái vấn đề là chúng con luôn luôn trân trọng cái sự hỗ trợ cúng dường của quý Phật tử, dù ít hoặc nhiều. Và quý Phật tử có quyền hứa, xin lỗi, có thể hứa. Mà hứa thì nó nằm ở đâu quý vị? Nó nằm ở tương lai. Và tương lai thì không ai biết được. Tuy nhiên có những điều bất ngờ cũng thể xảy ra. Cái message mà chúng con muốn truyền tải đến ngày hôm nay là mong rằng quý vị đừng vội tin những gì quý vị nghe qua những đồng đại, mà hãy cảm nhận những gì quý vị nhìn thấy ngày hôm nay. Chúng con đã toàn tâm, toàn sức với cái số tiền kinh phí ít ỏi eo hẹp mà chúng con cố gắng làm. Và quý vị hãy lắng nghe cái cảm xúc của mình như thế nào để cùng với chúng con làm gì cho chúng con, với chúng con ngày hôm nay, và đồng hành với chúng con trong những ngày kế tiếp. Dạ, một Phật, con kính tri ân thầy đã clarify cái vấn đề này. Nhiều khi chúng con cũng có được cái cơ duyên ngồi trong những phiên họp thì chúng con cũng rất là mong cái tịnh tài của quý Phật tử mà dồi dào một tí thì đỡ đi gánh nặng lo toan cho chư tôn đức tăng ni tại thiền viện. Nó chỉ như vậy thôi. Chúng con xài cho công trình bao nhiêu thì nó ghi rõ ràng ở trong cái tờ giấy này, và chúng con sẽ đã post cái này xung quanh thiền viện và sẽ đưa lên mạng cho tất cả mọi người xem. Dạ, thì cũng vẫn mong rằng quý Phật tử chúng ta như thầy Thủ Bổn đã nói, mình cảm nhận với nhau những cái khó khăn trong lúc thăng và cũng như lúc trầm, để chúng ta thấy được rằng cái thành tựu của ngôi thiền viện này là của tất cả chúng ta, của tất cả người Việt và người nước ngoài, chứ không phải của một cá nhân nào. Dạ, mô Phật.
Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, xin cho phép con nói vài lời bằng tiếng Anh với lại một số quý Phật tử người Hàn Quốc. Ladies and gentlemen, please allow me to speak a few words in English. I wish I had more time to give you the whole summary, but it'll be quick because time of the essence. Back in August 2017 is when we began the first phase excavation of the first building. And the reason why we started with building number two, which is the meditation hall, was because it's on the inside. We couldn't excavate the main hall and then go back in this reverse of construction sequence. And that's why we did what we did. And at the time, the master told me that he has $300,000, and I go, you need $15 million to do a project like this. And he said, don't worry, Tam Đỉnh, just go ahead and do it. There were some funds that's going to roll in. And I took a leap of faith, and here we are. $2.7 million later, we got to where we are. And that's more than $2 million of saving. That's according not just to me, but according to many people in this field of construction had told me of how much we saved. Up to this point right now, you can see that the building's taking shape. We have the first building more than 80% completed. The second building is roughly about 28% completed. We will begin framing of the internal components for the second building. The first building, everything is done to code and pass inspection thus far. County wanted us to pass fire sprinkler first before they allow us to close the walls. I find that to be a little amusing, but they hold the other end of the stick. So we just go ahead and do whatever they ask us to. Right now, the fire sprinkler plants are in design. As soon as we get that kickback to us, we will begin expedite that process. And I believe that a little bit over $200,000 later, the first building will be 100% completed. Now, the completion of this project is not for the masters, it's not for you, or it's not for me, but rather it's for all of us. And anything of your contribution goes directly into the operation of the construction. And to wrap this up, I wish you all good health, and hopefully we together can get this building operational in the time that we're looking for. We're gonna take time. If we have the funding longer, we're gonna try to expedite it. We have the funding faster. But I believe that it's gonna get built, and it's gonna get built for all of us and our children. Thank you. Như vậy, với số tiền mà 44.000 còn lại trong ngân khoản thì bắt buộc là sau cái lễ khánh thị này chúng con lắng đọng một thời gian. Sau khi chúng con có những cái cúng dường kế tiếp thì chúng con sẽ tiếp tục mời ban xây dựng cũng như đồng hành với ban xây dựng lên cái kế hoạch mình cần phải làm gì. Và bây giờ chúng con một lần nữa xin tri ân quý ngài đã, và quý Phật tử đã đến đây tham dự và lắng nghe chúng con trình bày cái giai đoạn tiến hành cũng như là vấn đề tài chính. Trong cái vấn đề trình bày có những gì mà không rõ ràng thì chúng con xin sẽ trả lời với quý vị ở bên ban xây dựng cũng như là ban tu bổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, chúng con một lần nữa xin được kính tri ân chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử đã cho con được đại diện cho nhiều anh em ở trong ban xây dựng có cơ hội để cúng dường cống hiến cho công trình này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thời buổi khó khăn kinh tế cho nên thầy tu bổn và ban kỹ sư kê tính quá chừng. Cảm ơn chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng đã kiên nhẫn lắng nghe. Thật ra khi một buổi lễ khánh thành hoặc là khánh hỷ, đây là một trong những thủ tục phải có. Tại vì nếu mà không có báo cáo thì quý vị không biết là nhận tiền mình về có xây được cái gì không. Cho nên đây là những cái mà nó thủ tục hành chính, cho nên quý Phật tử thông cảm. Và được sự chiếu cố thương thưởng của chư vị
thượng tọa chư vị ni sư đã đến từ nửa vòng trái đất sang đây để giữ một buổi lễ sáng hôm nay. Thật là vô cùng cảm kích vì thời gian không có, với số lượng tham dự quá đông đảo chư tăng ni so với ở hải ngoại, cho nên ban tổ chức chúng con không thể nào giới thiệu tất cả hết. Xin chư vị chư tôn đức lượng tình thứ lỗi cho chúng con. Và kế đến đây chúng ta xây chùa là có tứ chúng chư tăng chư ni và phật tử nam phật tử nữ. Và giờ đây đại diện cho một phật tử nam là đạo hữu Tâm Điềm Lành đến để phát biểu cảm tưởng mừng ngày lễ thanh hỷ của ngôi thiền đường cũng như an vị tôn tượng Phật Bổn Sư. Mời đạo hữu Tâm Điềm Lành. Xin chúng con xin kính đảnh lễ Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Thanh Hạ Từ. Chúng con xin cung kính đảnh lễ chư vị Hòa Thượng Thượng Tọa trong ban quản trị của Thiền Phái Trúc Lâm ở Việt Nam. Kính bạch Thầy Trụ Trì, quý Thầy Phó Trụ Trì, Thầy Giáo Thọ cùng quý Thầy trong ban lãnh đạo của Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng. Kính thưa toàn thể quý Tăng Ni và Phật tử hiện diện, nhớ lại ngày nào Hòa Thượng Tôn Sư qua tâm dịch bon dục này để khai sáng tổ đình Đại Đăng, thấm thoát đến nay đã 18 năm trôi qua thật nhanh. Con thực Đại Đăng đã gặp nhiều phong ba bão táp, bao chướng diệt thử thực tưởng như không thể nào vượt qua được. Để có được kết quả như hôm nay, Đại Đăng phải mất 8 năm, từ 2004 đến 2012 mới được Major Use Permit với 30 điều kiện để được tiếp tục sinh hoạt và nộp bản vẽ xây cất. Sau đó là mất 2 năm để giải quyết các điều kiện cho hạ tầng cơ sở, rồi thêm 2 năm để nhà thầu hoàn tất hạ tầng cơ sở. Mãi đến tháng 3 năm 2017 thì Thiền Viện được cấp 7 giấy phép xây cất